đại bồ tát ấy từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào đối với thánh đế khổ mà chẳng tinh cần an trụ viên mãn không có lúc nào đối với thánh đế tập diệt đạo mà chẳng tinh cần an trụ viên mãn đại bồ tát ấy từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào đối với bốn tịnh lự mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn không có lúc nào đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn Đại Bồ Tát ấy từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào đối với tám giải thoát mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn, không có lúc nào đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn. Đại Bồ Tát ấy từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào đối với bốn niệm trụ mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn không có lúc nào đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn Đại Bồ Tát ấy, từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào, đối với pháp môn giải thoát không mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn, không có lúc nào, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn. Đại Bồ Tát ấy, từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào, đối với năm loại mắt mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn, không có lúc nào, đối với sáu phép thần thông mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn. Đại Bồ Tát ấy, từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào, đối với 10 lực Phật mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn, không có lúc nào đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn. Đại Bồ Tát ấy, từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào, đối với pháp không quên mất mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn, không có lúc nào đối với tánh luôn luôn xả mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn. Đại Bồ Tát ấy, từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào đối với trí nhất thiết mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn không có lúc nào đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn Đại Bồ Tát ấy từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào đối với pháp môn Đà La ni mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn, không có lúc nào đối với pháp môn Tam Ma địa mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn. Đại Bồ Tát ấy từ khi phát tâm trở đi không có lúc nào đối với hạnh đại Bồ Tát mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn, không có lúc nào đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà chẳng tinh cần tu tập viên mãn này thiện hiện đại bồ tát ấy từ khi phát tâm trở đi gieo trồng các thứ thiện căn viên mãn như trên do nhân duyên này mà thành tựu phương tiện thiện xảo như thế